Con đang nhận việc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2563. Và hôm nay, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma thì theo cho đảng viên soạn tiếp tục bài 60, tương hợp với tâm, sẽ do từng tội đảng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm mẫu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Thầy, sa thứ lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài tiếp tục bài 60. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi dẫn dắt bài học. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng Tọa Chất Đẳng cùng Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý đồng hồ Phật tử. Kính bạch quý ngài đến thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Thắng Pháp Abhidhamma với bài tương hợp thuộc tánh đối với tâm tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta sẽ học đến 25 thuộc tánh tịnh hảo ở trong bài này. Xin lỗi quý vị, là sư tự thi Quan Hỷ bỏ cái chữ biến hành đi sư. Bởi vì nếu mà thuộc tánh tịnh hảo biến hành thì nó chỉ có 19, chỉ có 19 thứ thôi. Ở đây chúng ta học 25 thuộc tánh tịnh hảo được rồi, bỏ chữ biến hành để MC đọc bài đọc trật. Trong cái phần tịnh hảo nó gồm có bốn phần. Phần thứ nhất là học về thuộc tánh
thuộc tánh tịnh hảo biến hành có 19 thứ, nó tương hợp với tâm tịnh hảo. Thứ hai là thuộc tánh ngăn trừ phần. Thứ ba là thuộc tánh vô lượng phần. Và thứ tư là thuộc tánh tuệ phần, hay là tuệ. Bây giờ thì xin mời cô Lăng Diệu Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sư tiểu lãnh thầy chúng con kính tri ân từ siêu đại giác nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay giáo trình thực pháp Abhidhamma tiếp tục bài 60 tương hợp thuộc tánh đối với tâm, 25 thuộc tánh tịnh hảo. 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành: tính, niệm, tạm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tịnh tâm, tịnh tánh, kinh tâm, kinh tánh, nhu tâm, nhu tánh, thích tâm, thích tánh, thuần tâm, thuần tánh, trực tâm, trực tánh. Tương hợp với 91 tâm tịnh hảo, theo cách ắt có và đủ. Trong 121 trừ 18 tâm vô nhân và 12 tâm bất thiện. Chú thích: tất cả tâm tịnh hảo đều thuộc, tất cả tâm tịnh hảo đều có 19 thuộc tánh này nên gọi là tịnh hảo biến hành. Với phương này cho thấy định nghĩa về tâm tịnh hảo. Trong thắng pháp có những tính vĩ mô cần được hiểu khác hơn cách nói theo bình diện rộng, như tính, niệm, tàm, quý, và cần phân định rõ ý nghĩa giữa thiện và tịnh hảo. Ba thuộc tánh ngăn trừ phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tương hợp với 40 tâm siêu thế theo cách đồng sanh và cố định, 8 tâm thiệt dục giới, tịnh hảo theo cách bất định và chỉ có hoặc một trong ba. Chú thích: ba thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba khuynh hướng ngăn trừ khác nhau, nên không thể đồng sanh trong tâm thiện dục giới, nhưng lại đồng sanh trong tâm siêu thế như tinh hoa của Bát Chi Đạo. Đây là một ý nghĩa đặc biệt về đạo quả được giải thích theo thắng pháp. Chư vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não nên không có ba thuộc tánh ngăn trừ phần trong các tâm di tác dục giới tịnh hảo. Phần thuộc tánh trở lại phần thuộc tánh: hai thuộc tánh vô lượng phần, bi, tùy hỷ, tương hợp với 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, tâm sắc giới thọ hỷ theo cách bất định và chỉ có hoặc một trong hai. Chú thích: dù trong cuộc sống hàng ngày hay trong thiền chứng thì bi và tùy hỷ không phải lúc nào cũng có, và khi có thì hai thuộc tánh này có hai đối tượng khác biệt: chúng sanh đau khổ và chúng sanh hạnh phúc, nên không đồng sanh. Sự có mặt của thuộc tánh bi trong các tâm thọ hỷ là một lý giải quan trọng về tâm bi, không có nghĩa là bi lụy. Trở lại phần thuộc tánh tuệ phần, tương hợp với 79 tâm hợp trí, 12 tâm hợp trí dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc, 40 tâm siêu thế. Mặc dù có mặt, chú thích: mặc dù có mặt trong 79 tâm hợp trí, nhưng tính cách trí tuệ ở mỗi thứ tâm có phần sai biệt. Người học cần hiểu rõ sự khác biệt của trí tuệ trong đời sống hàng ngày, trong tâm thiện hiệp thế, trong tâm đạo và quả siêu thế. Chánh phần đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học và hình ảnh minh họa. Xin mời quý đạo hữu theo bốn linh sau đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng một bình thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Thầy Tòa Tổ Sư, đại lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo bài học 60 về sự tương hợp giữa thuộc tánh và tâm. Và chúng ta bước qua phần sự tương hợp giữa các thuộc tánh tịnh hảo và tâm. Trước khi mà chúng ta đi vào từng chi tiết một, thì chúng ta nhắc lại một điều là chữ tịnh hảo Sufana ở trong thắng pháp mang một cái ý nghĩa rất là khác với chữ thiện. Cũng trở lại cái bài học trước kia, khi mà 52 thuộc tánh tâm được chia làm ba là thuộc tánh trợ tha, thuộc tánh bất thiện và thuộc tánh tịnh hảo. Thuộc tánh trợ tha là nó đi với thiện thì là bất thiện, thì là thiện, đi với bất thiện là bất thiện, đi với tịnh hảo là tịnh hảo, đi với bất thiện là bất thiện. Tức là trợ tha thì chúng ta không bằng nhiều. Lẽ ra hai cái nhóm còn lại là bất thiện thì nó đối lập với thiện. Nhưng mà trong thắng thì bất thiện nhưng mà lại không có đối lập với bất thiện là thiện, mà đối lập với, mà khác biệt với bất thiện ở đây là tịnh hảo. Ở trong tịnh hảo nó có mang ý nghĩa thiện, và ở trong tịnh hảo cũng có mang cái ý nghĩa của vô ký. Chỉ tịnh hảo là tốt thôi, đơn giản là tâm tốt. Và tâm tốt ở đây, tâm thiện ở một điểm là trong thắng pháp đã cập đến tâm thiện. Tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc. Đó là những thứ tâm cho quả, tạo quả. Nhưng mà có những thứ tâm tốt mà nó không tạo quả, ví như tâm di tác hay là các tâm quả, dục giới tịnh hảo, tâm sắc giới, tâm vô sắc chẳng hạn. Thật ra, trên một cái phương diện ngôn ngữ thì chữ tịnh hảo ở đây nó sẽ rộng hơn chữ thiện. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại đi vào chi tiết. Cái nhóm đầu tiên gọi là nhóm tịnh hảo biến hành. Cái chữ biến hành ở trong chữ Hán thì bị chữ biến như là biến hành, biến thi, biến mãn. Chữ biến có nghĩa là cùng khắp, tức là có mặt cùng khắp. Biến thi là biết tất cả, và biến mãn là có mặt đầy đủ trong tất cả. Còn biến hành có nghĩa là đến với tất cả. Thì khi mà chúng ta nói đến thuộc tánh tịnh hảo biến hành, thì ở đây nói đến tất cả các tâm gọi là tâm tốt. Tâm tốt dù đó là tâm thiện, tâm quả hay là tâm duy tác, là đều có 19 cái yếu tố này. Và khi mà chúng ta mới đọc vào 19 yếu tố này trước kia đó, mà nếu không có học thắng pháp đó, thì 19 cái thuộc tánh này, nó có những cái thuộc tánh mà nghe như là một cái gì đó rất là nặng về Phật pháp, nặng về đạo lý, trong một trường hợp gì đó như là tín niệm tàm quý. Những cái mà gọi là tín niệm tàm quý, vô tham vô sân, quân bình vân vân, thì chúng ta nghe rất là mang cái màu sắc của Phật pháp. Thế nhưng ở trên phương diện vĩ mô á, thì nó không hẳn là như vậy đâu. Thí dụ tín, chúng ta định nghĩa là đức tin ở tam bảo, tin những hiệu quả. Tin ở tam bảo, tin hiệu quả, nó là một cái dạng tin, nhưng mà theo cách nói đại loại thôi. Niệm tàm quý ở đây cũng vậy. Còn trên phương diện vĩ mô thì chúng ta đã được nghe, đã được đọc qua nhiều bài học trước mà chúng tôi không lặp lại ở tại đây. Nhưng một điều rất là thú vị là ở trong thắng pháp, một cái tâm gọi là tâm tịnh hảo, thật sự một tâm tịnh hảo đúng nghĩa, thì tâm tịnh hảo đó không thể thiếu một
ở trong 19 cái thuộc tính này. Vì vậy, người nào mà đã từng học Thắng Pháp và hiểu Thắng Pháp thì biết rằng mỗi một cái giờ phút, mỗi một giây phút, mỗi một tích tắc chúng ta sống với thiện tâm là chúng ta sống với những cái thuộc tính rất là tốt đẹp. Và những thuộc tính này, quý vị nghe thường gọi, thường siêu thường dùng chữ gọi là thường thân y duyên, thường cận y duyên. Thường thân y duyên đó là nếu mà chúng ta lặp đi lặp lại thường thì nó tạo cho chúng ta những cái tố chất rất là tốt trong đời sống này. Ví dụ như là chúng ta nghe Pháp hàng ngày trên podcast, chúng ta nghe bằng tâm tịnh hảo. Và nếu cái nghe Pháp đó mà lặp đi lặp lại thường xuyên thì có những cái tố chất ban đầu thì nó chỉ sanh khởi, nhưng mà rồi lâu ngày nó sẽ trở nên bền bỉ, tồn tại, trở thành một cái nếp, một cái thói quen trong đời sống của chúng ta. Phải mất rất là nhiều thì giờ để giải thích trên phương diện vĩ mô là tại sao 19 cái thuộc tánh này luôn luôn có mặt với nhau, luôn luôn có mặt với nhau và luôn luôn tồn tại ở trong các tâm tịnh thảo. Tâm tịnh thảo không thể thiếu. Chúng ta tạm dùng một cái cụm từ của toán học gọi là ắt có và đủ. Ắt có là tất cả tâm tịnh thảo phải có 19 thuộc tánh này, và đủ tức là cả 19 tịnh thảo này, thuộc tánh này luôn luôn đi chung với nhau. Khi mà chúng ta học Thắng Pháp, chúng ta rất cần để đặt ra những câu hỏi. Thí dụ như là tại sao chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh vạn không thể đi chung với tâm thiện, thiện dục giới, mà tính niệm tạm quý lại có thể đi chung với nhau, luôn luôn đi chung với nhau, luôn luôn có mặt với nhau. Và những câu hỏi như vậy rất có lợi cho chúng ta khi học Thắng Pháp. Thưa quý vị, trong lúc mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trong lúc mà bi và tùy hỷ có những cái đối tượng riêng biệt, thì tính niệm tàm quý vô tham vô sân quân bình tỉnh thân tỉnh tâm thích thân thích tâm du thân du tâm, nó lại là những cái thuộc tính mang tính phổ quát, tức là nó cùng có mặt chung với nhau ở trong tất cả các chữ tâm. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là ở trong một ngôi chùa, có những vị sư mà đóng vai trò nào đó, thì có những trường hợp có mặt được và có những trường hợp không có mặt được. Nhưng mà có những vị sư thì trường hợp nào cũng có mặt được hết. Điều này lạ lắm thưa quý vị. Ví dụ như là trong vai trò của một vị thiền sư, trong vai trò của vị trụ trì, thì có những buổi lễ có những nơi nên có mặt và có những nơi không nên có mặt. Thí dụ như là hồi Hòa Thượng Ngài còn sống, thì thưa quý vị, rất hiếm khi Ngài đi tụng kinh đám tang, ngoại trừ những trường hợp mà những người Phật tử rất thân lắm, quen biết lắm, tại vì không thích hợp cho Ngài để đi làm cái việc tụng kinh đám tang như một cách để hướng dẫn quần chúng. Ngài là một vị lớn. Nhưng mà với những vị sư khác thì ở trong hoàn cảnh nào thì nhà sư sẽ đáp ứng nhu cầu Phật tử thôi. Thành ra có khác biệt. Ví dụ như là quý Phật tử đến chùa thấy chư tăng và những vị chuyên môn hành thiền, tu thiền, hay là các vị thiền sư, mà bảo rằng đến gặp các vị thiền sư để lo thỉnh tụng kinh của An của Siêu Hoàng cái cũng kỳ. Thành ra chúng ta biết rằng không phải là cái chuyện mà cái này hay cái kia dễ, nhưng mà mỗi vị có cái vai trò thích hợp. Mà có những vị thì có thể đóng đủ các vai trò và có mặt trong mọi nơi, có những vị lại không có mặt trong mọi nơi. Riêng trong trường hợp 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành này thì thưa quý vị, luôn luôn có mặt ở trong tất cả các tâm tịnh hảo. Đây là một cái yếu tính mà tất cả chúng ta cần hiểu rõ. Và khi mà mình có thời giờ để suy niệm và tìm hiểu về những điều này đó, thì chúng ta cảm thấy rất là thú vị.
Và chú thứ nhắc quý vị là chỉ tình thảo khác và chỉ thiền khác. Đôi khi chúng ta hãy nghĩ rằng đối lập với bất thiện là thiện. Đúng, đối lập với bất thiện là thiện. Nhưng mà cái chữ tịnh hảo đó, nó không hẳn là thiện. Thiện nằm ở trong trong tịnh hảo, nhưng mà không hẳn tất cả trong tịnh hảo là thiện. Và cái đó chúng ta phải lưu ý. Thứ vì có ba cái thuộc tánh tiếp theo. Và ba thuộc tánh này là thuộc tánh ngăn trừ Phật. Dạ, ngăn trừ Phật. Thì trong thuộc cảnh tránh ngăn trừ Phật này có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là sự ngăn trừ để không nói lời ác quấy trong cái ngôn từ. Dạ. Ngăn trừ những ngôn từ ác quấy. Chánh nghiệp là ngăn trừ những hành động ác quấy. Và chánh mạng đó là ngăn trừ cái sinh kế tà bại. Nhắc lại một lần nữa là ba cái thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, nó đều nằm ở trong cái gọi là ngăn trừ Phật. Ngăn trừ Phật tức cái không làm. Dạ, chúng ta nhớ là cái không làm. Ví dụ như lời nói ác không nói, hành động ác không làm, và cách nuôi mạng ta phải không làm. Về ở đây đó thì khi chúng ta định nghĩa thông thường đó, thì người ta thường nói rằng mình nói lời chân chánh, mình hành động chân chánh, mình nuôi mạng chân chánh, cái đó coi vậy mà nó không có hẳn là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạ. Khi mà mình nói chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì nó thuộc về giới, nó thuộc về ngăn trừ Phật, là cái chủ tâm, là vẽ một cái lằn ranh, là có cái mức độ nào đó mình không làm. Dạ. Thí dụ như bây giờ mình đi kiếm công việc làm, mà cái công việc đó nó có phương hại đến chúng sinh khác, như là bán vũ khí, bán thuốc độc, hay là nó có phương hại đến chúng sinh khác, như là nghề rửa xanh, đánh cá v.v. thì chúng ta không làm. Thì cái không làm đó đó, đó là ngăn trừ Phật. Chứ không phải là mình nói rằng mình chánh mạng đó, có nghĩa là mình đi làm cái nghề chân chánh. Ở trong cái nghề chân chánh thì đã đành rồi. Dạ, đã đành chân chánh rồi. Nhưng mà nó còn phải có cái ý thức là không làm những cái nghề nào không có chân chánh. Dạ, cái ý thức rất rõ. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình nhận, được nhận vào cái nghề làm đứng khách để trong cái tiệm tạp hóa, thì cái nghề đó không phải là nghề tà mạng. Nhưng mà khi mình làm cái nghề đó thì chưa hẳn là chúng ta đã có cái ý thức về cái gọi là ngăn trừ. Cho đến khi nào mà một người có một cái lọc tâm rõ ràng rằng nghề thì người ta cho mình nhiều việc khác nhau, nhưng mà việc nào có phương hại đến chúng sanh khác thì chúng ta không làm, thì cái ý thức ngăn ngừa đó, ý thức ngăn trừ đó mới gọi là chánh mạng. Hay là chúng ta hàng ngày chúng ta có nhiều lời nói, có rất nhiều lời nói chúng ta không có sai, nhưng mà lời nói không có sai đó, nó là một chuyện khác. Nhưng mà có một cái chủ tâm để ngăn trừ là không nói dối, đó là một chuyện khác. Dạ. Có những người ở trong đời sống họ thì họ không có cái chủ trương ngăn ngừa đó. Nhưng mà cái chủ trương ngăn ngừa đó, ngăn trừ đó, khi nó sanh khởi là nói gì thì nói, nhưng mà nói sai thì nhất định không nói. Dạ, trong hoàn cảnh nào cũng không nói. Thì cái đó mới gọi là chánh ngừa. Thành ra chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, nó là ba cái lĩnh vực là lời nói, hành động và sinh kế đó. Thì ở trong đó nó phải được nuôi dưỡng bằng một cái ý thức là có một cái ranh mức nào đó mà mình không vượt qua khỏi ranh mức đó, và mình không làm điều đó. Một cái ý thức. Thì chúng ta thấy rằng trong ba sự ngăn trừ này đó, nó là ba cái chuyện khác nhau. Một chuyện liên quan đến ngôn từ, một chuyện liên quan đến hành động, một chuyện liên quan đến sinh kế. Và do vậy á, ba cái ngăn trừ này đó, nó không có mặt một lần, mà là một trong ba. Và chúng ta nhớ ở trong tâm thiện dục giới là như vậy, một trong ba. Nhưng mà khi chánh ngữ, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà nó có mặt ở trong tâm siêu thế đó,
thì nó lại một trường hợp rất là đặc biệt. Ở trong tương lai chúng ta sẽ học về các chi đạo, thì chúng ta thấy gọi là bát chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh vạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đồng phát sanh, đồng có mặt ở trong tâm vạn đạo. Và cái trường hợp mà tám chi đạo này cùng phát sanh một lần ở trong một sát na đó, thì là một trường hợp rất là hãn hữu, chỉ có trong tâm siêu thế, tâm đạo, tâm quả. Và nó là một cái tinh, một cái tinh rất là lớn. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy thế nào là con đường dẫn đến diệt khổ đó, Ngài nêu ra tám chi Phật: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì nó không đơn thuần chỉ là phương pháp tu tập, mà nó còn là những điều sẽ kết tập như là một cái tinh hoa ở đoạn chót của tâm đạo, và sau đó là tâm quả đó. Thì cái tinh hoa này khi kết tập thành bát chi đạo có cái khả năng đoạn trừ các kiết sự. Ý nghĩa này là ý nghĩa lớn, và quý vị Phật tử sau này có dịp chúng ta sẽ học thêm về bát chi đạo. Ở đây chúng ta chỉ nói một điều là nó tương tự như là trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta học, và chúng ta học riêng rẽ môn các môn học là môn sử ký, địa lý, rồi văn, rồi triết, vân vân. Và khi mình học riêng biệt như vậy, rồi khi mình đem nói chuyện trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng khi chúng ta nói riêng và nói riêng từng phần này phần kia. Nhưng mà cái riêng đó đó, nó chỉ có mặt ở trong lúc học, hay là cái riêng đó đó trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà lúc chúng ta đi thi, cái ngày mà đi thi đó, thí dụ chúng ta thi ở bị thi final exam hay là thi midterm đó, thì trong lúc bị đi thi đó, chúng ta phải vận dụng đủ tất cả những kiến thức về các môn học ở trong cái ngày học đó, trong buổi học đó. Thì tương tự như vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong các tâm thiện đó, thì nó sanh tâm thiện dục giới đó, thì nó sanh sanh khởi riêng lẻ. Nhưng mà ở trong các tâm siêu thế đó, thì nó là đồng sanh một cái sự kết tinh, và sự kết tinh của bát chi đạo. Và ở đây thì chúng ta đã đi qua các tâm đạo tâm quả rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta học trở lại về bát chi đạo đó, quý vị sẽ thấy rằng đây là một điểm rất là thú vị. Mà do vậy trong cái ngăn trừ Phật thì thưa quý vị, nó chỉ có ở trong tám tâm thiện dục giới và 40 tâm siêu thế. Riêng về các vị A-la-hán, các vị đoạn tận phiền não, các vị dùng cái tâm rồi trong đời sống hàng ngày chúng ta là tâm duy tác á, dục giới trên thảo, thì tâm duy tác cũng không có ngăn trừ Phật. Tại vì một cái sự việc mà không thể là một cái vị thánh tu đạo Phật, vị thánh tu đạo Phật thì các ngài đã đoạn tận thân kiến hoài nghi cấm giới cấm thủ, thì chúng ta thấy rằng những cái lầm lỗi của các vị đó thuộc về giới đó đã là viên mãn lắm rồi, thì chúng ta nói gì đến vị A La Hán? Tại vì A La Hán không có cái cần cái dùng tới cái ngăn trừ Phật đó. Bây giờ chúng ta sang hai cái thuộc tánh tiếp theo là vô lượng Phật. Dạ, vô lượng Phật như chúng ta biết rằng vô lượng Phật là bi và tùy hỷ. Thật ra thì có bốn thứ tâm mà gọi là vô lượng, tức là đạt đến mức độ mà không có hạn cùng, đó là từ, bi, hỷ, xả. Nhưng mà từ và xả thì nó nằm ở trong thuộc tánh tịnh hảo biến hạnh, đó là vô sân và quân bình. Thì hai thuộc tánh này đó, có khi lấy chúng sanh làm đối tượng thì chúng ta là từ vô lượng tâm hay xả vô lượng tâm. Còn bình thường thì nó không lấy chúng sanh làm đối tượng, thành ra nó có tất cả bất định. Nhưng mà riêng về bi và tùy hỷ thì dứt khoát là phải lấy chúng sanh làm đối tượng. Bi đó là lấy tất cả chúng sanh đau khổ làm đối tượng, và tùy hỷ là lấy tất cả chúng sanh hạnh phúc làm đối tượng. Tâm bi là mong cho chúng sanh bớt khổ, và tâm hỷ là mong cho chúng sanh được hạnh phúc. Thì cái bi và tùy hỷ này đó, do đó đối tượng khác nhau, do đó khi nó có mặt thì
nó chỉ có thể có mặt một ở trong hai, chứ không thể cùng lúc mà có bi và tùy hỷ. Chúng ta nhớ như vậy, tại vì hai cái đối tượng khác nhau. Một đối tượng là chúng sanh đau khổ, mong cho hết khổ, đó là bi. Và một đối tượng khác là chúng sanh hạnh phúc, mong cho hạnh phúc nhiều hơn, đó là hỷ. Thì hai cái đối tượng khác nhau, do đó bi và tùy hỷ không thể có mặt được, không có thể có mặt đồng sanh được. Và chúng ta cũng nhớ một điểm như vậy, là cái tâm bi và tùy hỷ trong cái đời sống hàng ngày bình thường như chúng ta đó, thì nó là một cái trạng thái. Ví dụ tâm của phàm phu hay tâm của chư vị A-la-hán là đáp ứng với cái thực hữu của đời sống. Nhưng mà bi và tùy hỷ nó còn nằm ở trong một cảnh giới của thiền chứng, như là một người tu tập tâm từ, người tu tập tâm bi, người tu tập tâm hỷ, người tu tập tâm xả. Và do tu tập như vậy thì vì đó đạt đến một cái gọi là biến mãn ở trong khắp tất cả, và đồng thời với một định lực cao độ thì từ bi hỷ xả nó trở thành những cái trạng thái của thiền chứng. Thì ở trong thiền chứng một lần nữa đó, nó có hai cái đặc điểm mà chúng ta phải lưu ý. Và thứ nhất là bị nở tu điểm thì khi mà thể nhập vào bi á, thì không có trong tùy hỷ không có trong bi, có một trong hai điều đó mà thôi. Và một điều khác mà chúng tôi muốn tất cả quý Phật tử nên lưu ý, đó là khi mà chúng ta hiểu theo cách hiểu thường thức á, thì tâm bi nghĩa là cảm thông với chúng sanh đau khổ. Nhưng mà tại sao tâm bi lại sanh trong tâm thọ hỷ được? Dạ, cái thọ hỷ thường ta nói là vui mừng, thì thấy người ta khổ mình vui mừng là chỗ nào? Nhưng cái thọ hỷ ở trong các tâm á, không hẳn là cái trạng thái mừng rỡ, thích thú như chúng ta nghĩ. Mà cái tâm bi không phải là một trạng thái tâm bi lụy như chúng ta nghĩ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thấy rằng một người đang khiêng một cái vật rất nặng, dạ, ví dụ như đang khiêng rất nặng, thì khi người ta thấy mình khiêng rất nặng thì mình đến mình sẵn sàng mình giúp để giảm bớt cái nặng nề của người đó, đó là một thứ tâm bi. Dạ, bởi vì sao vậy? Tại mình thấy người đó đang khiêng cái vật nặng thì mình đến giúp. Nhưng mà tâm bi đó không có nhất thiết là buồn rầu bi lụy, thấy người ta khổ chảy nước mắt mình mới là bi, mà chỉ đơn giản là mình thấy người ta khiêng nặng mình giúp người ta cho nó nhẹ đi thôi. Dạ, thì Ngài Narada, Ngài có một cách nói cũng rất là thú vị. Ngài nói rằng cái kẻ thù trực tiếp của tâm bi đó là sự ác độc. Ác độc tức sự tàn nhẫn. Nhưng mà kẻ thù gián tiếp của tâm bi đó, đó là bi lụy hay là sự khổ sở. Dạ, ví dụ mình thấy người ta khổ rồi mình khóc, mình buồn rầu, cái đó nó giết chết cái tâm bi của mình một cách gián tiếp. Quý vị đừng ngạc nhiên, trong chúng ta thì chúng ta cứ nghe rằng người nào có tâm bi thì người đó phải biết rung động, phải biết buồn, chẳng không có nghĩa là mình phải bi lụy, trắc ẩn khác mà bi lụy khác. Và thậm chí bi lụy được nói là đó là kẻ thù gián tiếp. Thành ra ở tại đây không nên hiểu tâm bi là cái tâm rầu rĩ buồn bã bi lụy. Bi ở đây không phải là bi lụy hay là bi thương trước cái trước cái đau khổ người khác. Cái chữ này chúng ta phải phân biệt cho rõ, là tại vì ở trong cái ngôn ngữ chữ Hán Hán Việt, và nhất là trong cái ngôn ngữ nói về cảm xúc ấy, thì chúng ta có những chữ như là bi thương hay là bi lụy, bi ai, chữ bi là buồn, sầu bi khổ ưu não. Thì cái chữ sầu bi, chữ bi đó là buồn đó, nó khác với cái chữ bi mà karuna ở tại đây. Karuna ở tại là cái cảm thông nỗi khổ chúng sanh khác và mong cho chúng sanh hết khổ. Mình mong chúng sanh hết khổ không có nghĩa là mình bi lụy, không mong chúng sanh hết khổ không phải là mình bi thương. Về điểm này tế gì trong Phật pháp, thành ra khi mà chúng ta học vào trong thắng pháp đó, là tâm bi có mặt ở trong những tâm thiện dục giới, và tâm bi thì có mặt ở
trong các cái tâm thọ hỷ, và dù là ở trong thiền chứng hay là ở trong tâm thiện, chúng ta đừng thắc mắc về điểm này. Về việc này, đôi khi chúng ta phải phân biệt rất là kỹ. Đó là tại sao thưa quý vị, khi mà mình học thắng pháp á, có những cái chuyện mà chúng ta nghe nói như vậy nhưng mà chúng ta khó chấp nhận lắm. Dạ, tại vì sao? Nó nằm ở trong đường tơ cả tóc nhưng mà nó có sự khác biệt. Bây giờ thì chúng ta bước sang một cái ý nghĩa khác liên quan đến tuệ Phật. như là cái nhóm về thuộc tính bất thiện đó. Và chúng ta nhớ bất thiện đó, thì chúng ta chia ra 5 nhóm. Dạ, nhóm si phần, nhóm tham phần, nhóm sân phần, rồi hô phần. Nhưng mà lọt cái hoài nghi chỉ có một thôi mà chúng ta gọi là nhóm nghe kỳ, nhưng mà nó thuộc năm, không thuộc năm phần kia, thành lọt thành chúng ta gọi là nghi phần. Nhưng mà nghi phần chỉ có một mà không gọi là nhóm được. Thì ở trong thuần tánh tinh thảo cũng tương tự như vậy, nó có cái thứ mà đi chung với nhau và rất nhiều là 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, hai ba ngăn trừ phần, hai vô lượng phần, nhưng mà trí tuệ chỉ có một nhưng mà chia thành mỗi nhóm. Và đây là một điểm rất là thú vị, là khi chúng tôi học vi pháp hồi nhỏ đó, chúng tôi có nhiều cái đức tin mạnh mẽ, là bởi vì như chúng tôi kể quý vị nghe đó, là chúng tôi luôn luôn tin rằng những gì mà được đề cập nó mang tới cách là tự nhiên. Bởi vì tự nhiên, do đó có những cái đối với chúng ta ví dụ không cần thiết và không cần thiết, như là cái tâm ứng cúng sinh tiếu ở trong 18 lâm phu nhân chỉ có được đề cập bởi vì đó là một thứ tâm có ở trên thực tế, chứ nó không cần thiết phải đưa ra. Quý Phật tử mà nào mà bén nhạy đó, đọc cái thánh pháp Abhidhamm và đọc cái những cái tặng như là duy thức hay câu xá, thì quý vị thấy rằng A Tỳ Đàm câu xá luận hay là duy thức của bên Phật giáo Bắc truyền đó, thì tất cả mọi thứ đều sắp xếp một cách rất là hợp lý và rất là logic, theo một cách như là chúng ta sáng tác một tập truyện hay là chúng ta viết một tác phẩm. Nhưng mà thắng pháp của Abhidhamma trong Pali đó, thì thứ gì có những cái mà chúng ta gọi là lĩnh kỉnh. Những cái lĩnh kỉnh đó nó lại là, ví dụ như là bây giờ chúng ta nói rằng cái thuộc tánh nghi hoặc nằm một mình, hay là chúng ta nói thuộc tánh trí tuệ nằm một mình. Tại sao cái nhóm trên kia thì có 19 cái nhiều quá, nhóm này thì lại chia riêng? Thì nó có những lý do để chia riêng, nhưng mà ở đây không phải lý do, mà trên phương diện thực tế đó là như vậy, thì mình chỉ ghi nhận nó như vậy thôi. Thật ra đây là điều rất là thú vị, là trí tuệ thì đứng một mình. Thì mặc dù chúng ta nói về trí tuệ là có mặt ở trong những cái tâm hợp trí, và những tâm hợp trí đó thì thưa quý vị, chúng ta không có cần phải đi xa, thì chúng ta nói trong tâm dục giới tịnh hảo thì có 12 tâm hợp trí. Là thí dụ như tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí vô trợ, tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, rồi thọ xả cũng có cái hợp trí vô trợ, thọ xả, hợp trí hữu trợ, rồi tâm quả dục giới tịnh hảo cũng vậy, và tâm di tắc cũng vậy, tổng cộng là 12 tâm. Tất cả tâm thiện dục giới và sắc giới, tức là chúng ta gọi là tâm thiền hiệp thế đó, đều có trí tuệ, và tất cả trong siêu thế đều có trí, đều có thuộc tính trí tuệ. Tuy nhiên trí tuệ đó ở trong mỗi một thứ tâm này nó mang tới cách khác biệt. Và thí dụ như cái trí tuệ trong tâm thiền dục giới ấy, thì nó cũng có một tính khác biệt, mà trí tuệ trong tâm thiền hiệp thế cũng khác biệt, mà trí tuệ trong tâm siêu thế cũng có sự khác biệt, chứ không hẳn là lúc nào cũng giống nhau. Dạ, không giống nhau. Cái vai trò của trí rất là đặc biệt, thưa quý vị. Như chúng ta được nghe về trí tuệ trong đời sống hàng ngày, đó là cái sự nhận biết sáng suốt mẫn tiệp, và thấy được nhân, thấy được quả. Ví dụ như là cũng làm, nhưng mà có những người làm khéo và những người làm không khéo,
cũng thời nói, có những người nói khéo và có những người nói không khéo, cũng thời suy nghĩ, có những người suy nghĩ khéo và không khéo ở trong đời sống. Thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta trí tuệ được biểu trưng cho nhiều thứ. Một cái máy computer mà chúng ta đang xài, nó cũng là một cái sản phẩm của trí tuệ. Một cái lập trình, một cái program về PowerPoint mà chúng ta đang xài, nó cũng là một sản phẩm của trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ đó, nó đơn giản là nó khéo tạo ra cái gì đó. Hay là chúng ta đọc một bài diễn văn mà hay, thì cái đó nó cũng là một cái khéo. Nhưng mà cái trí tuệ trong tâm thiền nó lại khác. Và trí tuệ trong tâm thiền, ví dụ như là một người chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì các vị thấy rằng trong thiền quan trọng là các thiền chi. Và thiền chi là tầm tứ hỷ lạc định. Chứ ở trong tâm thiền không có trong các thiền chi lại không nói đến trí tuệ. Nhưng mà luôn luôn có trí tuệ, tại vì trí tuệ là cái gì rất là sáng, rất là rõ. Thì cái sáng đó nó có mặt, nó có hiện diện, mà đôi khi chúng ta không có để ý đến. Và chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà chúng ta đề cập đến các cái hình ảnh đẹp và xấu, thì chúng ta đề cập đến đường nét, đến màu sắc. Nhưng mà có một thứ mà chúng ta ít khi nghĩ đến là ánh sáng. Nhưng mà với các nhà hội họa thì họ biết rằng cái yếu tố của ánh sáng nó rất là quan trọng đối với bức tranh. Và cái ánh sáng đó, nó được ghi nhận qua cái nét đậm, nét chặt. Và cái gì nằm ở trong cái bóng đó, nằm khuất bóng đó, thì nó phải đậm, phải đen. Và cái gì nó ở ánh sáng đó, nó sẽ nói rõ ra. Thì cái yếu tố của ánh sáng ở trong một bức tranh đó, nhiều khi đối với chúng ta không nhận ra. Chúng ta chỉ để ý là xanh, vàng, đỏ, trắng, cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta nói đến các tâm thiền đó, thì cái trí tuệ nó là cái nền. Và nhưng cái trí tuệ trong tâm thiền, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hiệp thế đó, nó rất là khác với cái trí tuệ ở trong tâm thiền đời sống hàng ngày. Còn cái trí tuệ mà ở trong tâm siêu thế đó, thì cái trí tuệ đó, thưa quý vị, đó lại là một thứ trí tuệ siêu việt. Trí tuệ đó là chứng niết bàn. Trí tuệ đó là biết cái chưa từng biết. Trí tuệ đó là cái khả năng đoạn tận kiết sử, hay là làm giảm thiểu kiết sử. Trí tuệ đó là một thứ trí tuệ mà nó được hỗ trợ bởi bảy đạo khác, đó là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái thứ trí tuệ đó nó được xem như là đoạn tận nghiệp, đoạn phiền não, chứng tri niết bàn. Thì cái trí tuệ đóng vai trò rất là chủ đạo ở trung tâm siêu thế. Thì mình nhớ như vậy là trí tuệ có mặt ở trong 12 tâm thiện dục, 12 tâm tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo, hợp trí. Trí tuệ nó khác với trí tuệ có mặt ở trong các tâm thiền hiệp thế, tức là thiền sắc và vô sắc giới hiệp thế. Và trí tuệ ở trong tâm thiền lại khác với cái trí tuệ của có mặt của thủ tánh trí tuệ có mặt ở trong tâm siêu thế. Mặc dù mình nghe thì nó giống nhau, nhưng mà thật sự rất là khác nhau, khác lắm. Dạ, khác lắm, chứ không có phải là mình nói thủ tánh trí thì chỗ nào cũng giống nhau. Và như chúng tôi nói rằng trí tuệ đó nó không nằm ở trong nhóm tánh hảo biến hành, nó cũng không nằm ở trong nhóm ngăn trừ phần, nó cũng không nằm trong nhóm vô phần, và nó nằm một mình thôi. Thành ra chúng tôi là tuệ phần, nhưng mà chúng tôi không có dùng chữ nhóm, tại vì nhóm là phải có nhiều thứ. Thì thưa quý vị, thật ra khi mà chúng ta học về các cái khi mà chúng ta học về các cái thuộc tánh tịnh hảo đó, nó có nhiều cái chiều kích, nhiều cái khía cạnh mà rất là thú vị để nói về cái tốt của cuộc sống hàng ngày, cái tốt của thiền định và cái tốt của sự giải thoát và của đạo quả, của siêu thế. Đây là câu chuyện rất là dài, và câu chuyện rất là dài. Tuy nhiên, khi mà một người mà học thắng pháp, mà học về các cái thuộc tính
tỉnh hảo mà học kỹ và chịu khó nghiền ngẫm đó, thì qua đó chúng ta sẽ thấy được những cái tinh tế mà ngay cả một cái vị học ở trong kinh tạng đó cũng cũng ít khi hay là gần như là không có để tìm hiểu như là khi mà chúng ta học trong thánh pháp tạng ở trong tạng Abhidhamma. Đây là cái lợi lạc mà có thể nói rằng chỉ những vị nào mà học thắng pháp mới thấy rằng tại sao chúng ta cần, chúng ta nên học thắng pháp. Dĩ nhiên là chúng tôi đang nói trong cái phần liên hệ giữa thuần tánh với tâm thì chúng ta chỉ có thể nói chừng đó. Khi mà chúng ta học về diễn trình của tâm thức, khi mà chúng ta học về giáo lý duyên hệ, duyên khởi, thì thưa quý vị, qua đó chúng ta càng thấy rõ hơn là thắng pháp trong cả hai phương diện, nói theo vĩ mô và nói theo cái bình diện rộng đó, cho chúng ta những cái ánh sáng, những cái gợi ý, và hơn hết là cho những cái tinh tế mà những môn học khác không thể cho chúng ta được. Rằng, về mặt này đó, chúng ta phải nói một điều rằng càng lắp càng đi sâu đó, ví dụ như là chúng ta nói về bốn vô lượng tâm, ở trong kinh tạng thì dĩ nhiên không có khác biệt khi chúng ta nói trong thắng pháp tạng. Nhưng mà tại sao ở trong thắng pháp đó, thì bốn cái chi pháp của vô lượng tâm là từ cái thi xã, thì từ và xã đó nó nằm ở trong cái nhóm tình hảo biến hành. Trong lúc đó bi và tùy hỷ thì nó nằm ở trong cái nhóm riêng là vô lượng phần. Như vậy chẳng lẽ từ và xã không phải là vô lượng? Khi mà mình hiểu ra là cái thuộc tánh vô sân, thuộc tánh hành xã, thuộc tánh quân bình đó, có khi nó là từ vô lượng phần, có khi khi ta xả vô lượng phần, có khi không phải đó, thì nó lại cho chúng ta những điểm rất là thú vị. Và hai cái vô lượng bi và tùy hỷ nó lọt ở tại đây, nó là vô lượng phần và nó không phải là tùy hỷ xả, nó cũng cho chúng ta những cái điểm rất là thú vị để hiểu. Nên trong cái cách học ở bên ngoài đời, thưa quý vị, người ta thường nói đến những cái nguyên tắc như là mình phải học ôm lại, rồi mình phải thường xuyên lặp đi lặp lại, rồi mình phải thường xuyên để mà trở đi trở lại, thì học thắng pháp cũng vậy. Một cái đặc điểm của lớp học thắng pháp là có những điều mà quý Phật tử sẽ nghe chư tăng nói rất là nhiều lần. Ví dụ như khi chúng ta nói về các tâm thiền, sắc giới, thì chúng ta cũng nói về tầm tứ hỷ lạc định. Khi mà chúng ta nói về thuộc tánh tờ tha, thì chúng ta cũng nói tầm tứ hỷ lạc định. Khi mà chúng ta nói về tương hợp giữa tâm và thuộc tánh và tâm, cũng là chúng ta cũng nói tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà mỗi lần được lặp lại, mỗi lần được nhắc lại trên một phương diện khác đó, thì cái ý nghĩa sẽ làm cho nó rõ thêm. Thì hôm nay chúng ta học về 25 thuộc tánh tịnh hảo trong cái sự tương hợp đối với tâm. Thì có bốn nhóm đó là tịnh hảo biến hành, có mặt ở trong tất cả trong tịnh hảo một cách ắt có và đủ. Và thuộc tánh ngăn trừ Phật, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ngăn trừ Phật, thì nó có mặt ở trong các cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, nhưng mà không có trong chư tác dục giới tịnh hảo, và có mặt ở trong 40 tâm siêu thế. Nhưng mà trong tâm thiện á, thì chánh ngữ, có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp, chánh mạng, mà có chánh nghiệp thì không có chánh ngữ, chánh mạng. Tức là ba thứ này mỗi lần phát sanh một cái thôi. Nhưng mà trong 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, thì nó đồng sanh, có mặt đủ bác chi đạo, thì nó cũng là một điểm rất thú vị. Và hai vô lượng phần cũng vậy, hai trí và thuộc tánh trí tuệ hay là tuệ phần cũng vậy. Thưa quý vị Phật tử, có một điểm này là sáng hôm nay tất cả chư tăng ở chùa phải đi có một cái chuyện đi dùng cái lễ ở cái chùa ở tại Houston này. Chúng tôi phải chuẩn bị lên xe
Nhưng mà chúng tôi sẽ tham dự hết hết lớp học, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ tham dự hết lớp học. Nên lên xe rồi thì sẽ tiếp tục lắng nghe điều học. Và nếu được thì kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu khoan hỷ giảng đề tài này cho chương trình học bài. Và khi nào mà Thượng Tọa thấy rằng cần có thảo luận thì sư đệ sẽ trở lại tiếp tục phần thảo luận. Nhưng mà sẽ ngồi trên xe, thành ra quý Phật tử khoan hỷ một chút. Không biết bây giờ xin hỏi là Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa. Đồng bộ Bụt Thầy chứ. Nếu sáng hôm nay tại chùa Pháp Luân, sư đệ và chư tăng bận rộn đi lễ ở cái chùa khác, thì cái thời gian còn lại sư huynh sẽ thông thả để trình bày cho đến hết giờ cũng được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến sự tương hợp giữa thuộc tánh đối với tâm, thuộc tánh ở đây tức là tâm sở hay sở hữu tâm, thì khi chúng ta nói đến sự tương hợp đó, chúng ta cần hiểu rõ về ba vấn đề. Thứ nhất, Sapacitta là tất cả tâm. Tất cả tâm ở đây tức là 121 tâm. Cái phạm trù thứ hai gọi là Akusalacitta, tức là tâm bất thiện. Và cái phạm trù thứ ba được gọi là Supanacitta, tức là tâm tình hảo. Khi mà chúng ta phân tâm thành làm ba nhóm như thế, thì chúng ta sẽ dễ nhớ bài học tư thuộc giữa thuộc tánh đối với tâm như thế nào. Ở đây quý vị, cái trường hợp Sapacitta nhất thiết tâm, tất cả tâm, thì ở đây chúng ta có 13 cái thuộc tánh tự tha anyasmana, 13 tự tánh thợ, 13 thuộc tánh tự tha này nó tương hợp hết tất cả tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tốt, tức là tâm phù ký, quả phù ký.
Tuy nhiên, 13 tợ tha này, trong đó có 7 cái thuộc tánh mà được gọi là Sapacitta Sadharana, tức là biến hành nhất thiết tâm. Chúng ta gọi cái tâm thường thường chúng ta nói là 7 tâm sở biến hành, nhưng mà thật ra đó, chúng ta nói như vậy là chúng ta còn thiếu từ. Bởi vì nếu nói tâm sở biến hành, người ta biết cái đó là tợ thai biến hành hay là bất thiện biến hành hay là tịnh hảo biến hành. Cho nên chúng ta phải xác định rõ trong cái từ bi, cái cụm từ gọi là Sapacitta Sadharana Cetasika là nhất thiết tâm biến hành. Thì 7 cái thuộc tánh nhất thiết tâm biến hành đó, 7 thuộc tánh này là nó tương hợp với tất cả 121 tâm, không có bỏ sót một tâm nào. Dù cho cái thứ tâm mà ít nhất, ít tâm sở phối hợp nhất như là ngũ song thức, đề bành cha quỳnh gia năng, ngũ song thức, đề bành cha quỳnh gia năng đó, tức là cặp nhãn thức, cặp chỉ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, thì nó cũng chỉ có mỗi một cái thứ tâm đó chỉ có 7 cái tâm sở biến hành này, 7 tâm sở nhất thiết tâm biến hành này. Còn nói chi là những cái tâm khác đó, thì nó có từ 10 cho đến 38 thuộc tánh tương hợp. Rồi trong 13 tợ tha đó có 6 cái tợ tha là tầm tứ thánh giải cần hỷ dục. 6 cái tâm sở này được gọi là Sapacitta Pakkindaka, tức là nhất thiết tâm biệt cảnh. Gọi là biệt cảnh là bởi vì không phải nó tương hợp hết tất cả 121 tâm như là nhất thiết tâm biến hành, mà ở đây nó chỉ là tùy theo loại tâm thứ tâm, tùy theo đối tượng của tâm. Thí dụ như tầm là nó chỉ tương hợp với 55 tâm hữu tầm. Tức là 44 tâm dục, ý giới, vị thức giới, lấy cho ý giới, ý thức giới thôi. Rồi 11 tâm sơ thiền là 3 sơ thiền sắc giới và 8 sơ thiền siêu thế. Vâng vâng. Thì như vậy đó là trường hợp nhất thiết tâm biến hành và nhất thiết tâm biệt cảnh. Bây giờ chúng ta qua đến cái nhóm thứ hai, đó là cái nhóm bất thiện. Nhóm thuộc tánh bất thiện đó, Akusala Cetasika, nhóm này nó chỉ tương hợp với 12 tâm bất thiện thôi. Khi nãy chúng tôi có nói 12 tâm bất thiện,
Thì đối với 12 tâm bất thiện này thì nó có cái nhóm tâm sở bất thiện phối hợp. Nhưng ở đây cũng có hai cái phạm trù. Một là bất thiện biến hành, hai là bất thiện biệt cảnh. Quý vị cứ nhớ như vậy thì khỏe lắm. Tự tha có hai là nhất thiết tâm biến hành, nhất thiết tâm biệt cảnh. Thì bất thiện tâm sở bất thiện cũng có hai phần là tâm sở bất thiện biến hành và bất thiện biệt cảnh. Như thế nào? Cái bất thiện biến hành tức là bốn si phần, tức là tâm sở si vô tàm quý phóng vật. Si vô tàm quý phóng vật được gọi là bất thiện biến hành bởi vì nó phối hợp đều đủ trong 12 tâm bất thiện. Không có tâm bất thiện nào mà thiếu bốn cái tâm sở bất thiện này. Si vô tà quý phóng dật, cho nên được gọi là bất thiện biến hành. Còn bất thiện biệt cảnh đó, tham tà kiến ngã mạng, tham tà kiến mạng, ba cái tâm ba thuộc tính tham phần này, mặc dù nó là bất thiện nhưng mà bất thiện biệt cảnh, bởi vì nó chỉ phối hợp với, nó chỉ tương ưng, nó chỉ tương hợp với tám tâm tham thôi, nó không có đi với hai tâm sân, hai tâm si. Cho nên tham phần thuộc về bất thiện biệt cảnh. Rồi bốn sân phần, tức là sân tật lẫn hối, mặc dù nó là những thuộc tính bất thiện nhưng mà nó là bất thiện biệt cảnh, bởi vì sân tật lẫn hối nó chỉ tương hợp với hai tâm sân. Nó chỉ tương hợp với hai tâm sân chứ không có tương hợp với tám tâm tham, hai tâm si. Rồi hai hung phần, tức là hung trầm và thủy miên. Mặc dù hung trầm và thủy miên cũng là bất thiện, thuộc tính bất thiện, nhưng mà nó cũng là biệt cảnh, bất thiện biệt cảnh. Vì sao? Vì rằng nó chỉ phối hợp với năm tâm hữu trợ, tức là bốn tham hữu trợ. Và tâm sân hữu trợ. Còn những cái tâm vô trợ, bốn tham vô trợ và tâm sân vô trợ với hai tâm si thì không có mặt hai hung phần. Chính vì chỗ đó mới gọi nó là bất thiện biệt cảnh. Rồi tâm sở huệ nghi hay thuộc tánh huệ nghi đó, nó cũng là bất thiện, thuộc tánh bất thiện, nhưng mà thuộc về bất thiện biệt cảnh, bởi vì nó chỉ tương hợp với tâm si huệ nghi mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta nhớ, hễ nói đến tự tha hay là biến hành tâm thì chúng ta nhớ thuộc tánh mà tương hợp tất cả tâm thì có hai trường hợp là biệt cảnh và
biến hành, biến hành và biệt cảnh. Bất thiện cũng có biến hành và biệt cảnh. Bây giờ chúng ta học đến cái tâm sở phần thứ ba là tâm sở tịnh hảo, Sopana Chetasika. Chúng ta khoanh dùng lại, tâm sở tịnh hảo này nó chỉ tương hợp với 91 tâm tịnh hảo thôi. Nó đi trong cái phạm vi đó, nó đồng sanh trong cái phạm vi các thứ tâm đó, 91 tâm đó, chứ không tương hợp với tâm vô tịnh hảo, là tâm bất thiện và tâm vô nhân, không có. Thì khi mà chúng ta giới hạn như vậy rồi thì chúng ta mới tìm hiểu thêm. Hai mươi lăm thuộc tánh tịnh hảo không phải thuộc tánh nào cũng phối hợp đủ với 91 tâm tịnh hảo. Ở đây chỉ có 19 cái tâm tịnh hảo là tín niệm tàm quý, vô tham vô sân, quân bình hay là trung hòa, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, vô thân vô tâm, thích thân thích tâm, thường thường tâm, chánh thân chánh tâm. 19 cái thuộc tánh này, 19 thuộc tánh tịnh hảo này mới tương hợp với tất cả 91 tâm tịnh hảo, tức là 24 tâm tịnh hảo dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Không có thứ tâm tịnh hảo nào mà thiếu vắng một trong 19 tâm tịnh hảo biến hành này. Cho nên 19 thứ tâm, 19 thứ thuộc tánh này mới gọi là thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Chúng ta nhớ chữ biến hành Sadharana có nghĩa là nó phổ cập, cùng khắp, biến mãn. Còn ba tâm sở ngăn trừ phần, tức là chánh ngữ, chánh địa, chánh mạng, virati cetasika đó, hay là cái danh từ xưa ngài hòa thượng tịnh sự ngài dùng để giới phần đó. Thì ba cái tâm sở này nó phối hợp với những tâm nào, nó tương hợp với những tâm nào, nó có cái chức năng phù hợp, chứ không phải là hết tất cả 91 tâm tịnh hảo đâu. Ở đây ba ngăn trừ phần nhất định và đồng loạt là nó tương hợp nhất định đồng loạt với 40 tâm siêu thế. Tâm siêu thế không thể nào mà không có ba cái ngăn trừ phần này, bởi vì ba ngăn trừ phần đó nó nằm ở trong bát chi đạo để sát trừ phiền não. Cho nên gọi là nhất định, còn gọi là đồng loạt là bởi vì phải luôn luôn có cả ba, chánh ngữ, chánh địa, chánh mạng, chứ không thể nào là một trong ba. Thì do đó ba cái tâm sở
ngăn trừ phần đó là phối hợp nhất định và đồng loạt với bốn mươi tầng sự thế. Một trường hợp thương hợp khác là ba ngăn trừ phần này. Một người tu tập giữ giới ngăn trừ thân ác hạnh, tức là sát sanh, trợ cấp tài dâm, thì lúc đó là tâm thiện dục giới có tâm sở chánh nghiệp phối hợp tương hợp. Nếu như một người giữ giới hoặc là tu tập ngăn trừ khẩu ác hạnh, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, thì như vậy tâm thiện lúc đó có cái tâm sở chánh ngữ tương hợp. Nếu như một người mà họ có sự cố ý quyết tâm nuôi mạng một cách chân chánh tốt đẹp bằng ngăn trừ cái sự nuôi mạng tà bại, thì ngay trong lúc đó là tâm thiện dục giới của họ sinh khởi, là có cái thuộc tánh chánh mạng. Như vậy thì ba cái ngăn trừ phần này nó có phối hợp với cái tâm thiện dục giới, nhưng mà bất định, bởi vì không phải lúc nào tâm thiện dục giới cũng là ngăn ngừa khẩu ác, ngăn ngừa thân ác, ngăn ngừa nuôi mạng tà bại, không phải lúc nào cũng có như vậy. Cho nên lúc có lúc không gọi là bất định. Và nếu có thì có chỉ có một trong ba, tức là trong cái sát na tâm thiện đó đó, nếu mà ngăn trừ tà ngữ thì lúc bây giờ chỉ có cái tâm sở chánh ngữ phối hợp với tâm thiện thôi. Còn khi nào có cái sự cố ý để ngăn trừ tà nghiệp thì lúc đó có sở hữu, có tâm sở chánh nghiệp phối hợp tương hợp. Còn nếu khi nào có cái sự cố ý để ngăn trừ tà mạng thì lúc đó sẽ có cái thuộc tánh tà mạng, thuộc tánh chánh mạng phối hợp với cái tâm thiện dục giới lúc đó. Cho nên gọi là bất định và đi riêng là như vậy. Thì dầu nhất định và đi chung hay là bất định và đi riêng, nhưng mà ba cái thuộc tánh ngăn trừ phần này nó vẫn không có thể tương hợp với một số như là tâm tối của vị A-la-hán, tâm tối dục giới hay là tâm tối đấu đại, tối sắc giới, tối vô sắc giới đó gọi tối đấu đại. Thì tâm của vị A-la-hán là không có ba cái ngăn trừ phần. Bởi vì sao vậy? Giống như một người bị bệnh, họ phải uống thuốc để họ ngăn chặn cái biến chứng của bệnh. Còn
khi một người lành mạnh, khỏe, thì người đó đâu cần uống thuốc để ngăn chặn cái biến chứng của bệnh. Họ đâu còn bệnh nữa, cũng vậy. Khi còn phàm phu, có những ác bất thiện pháp sanh khởi liên quan đến lời nói, hành động và sự nuôi mạng. Vì vậy cho nên họ tu tập theo ba cái pháp gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để ngăn trừ những cái ác pháp đó, những cái phiền não đó. Cũng giống như cái người có bệnh thì muốn uống thuốc để mà trị bệnh. Vì A-la-hán ngài đã đoạn trừ tuyệt mọi phiền não, do đó cho nên những cái ác hạnh về thân, về khẩu, về sự nuôi mạng không có. Thì như vậy không có, không cần phải dùng đến ba cái ngăn trừ phần này. Còn về tâm thiền đó, thưa quý vị, tâm thiện, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, những cái tâm thiền này không có ba giới phần phối hợp, bởi vì ba ngăn trừ phần đó nó bất cảnh chân đế. Và có sự chú ý đến cái việc ngăn trừ những ác bất thiện pháp phiền não. Trong khi đó thì tâm thiền thì không quan tâm đến cái việc mà ngăn trừ phiền não, mà tâm thiền là chỉ tập trung và an trú tâm trên cái đề mục thiền chế định thôi. Như lần vừa đi một casino, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, thì như vậy cái đề mục nó có khác khác nhau. Do đó cho nên ba cái ngăn trừ vần không có mặt ở trong tâm thiền sắc giới, vô sắc giới. Bởi vậy ba cái ngăn trừ phần này mới gọi là tịnh hở biệt cảnh. Lại nữa, khi mà đề cập đến hai cái thủ tánh bi và tùy hỷ, hay gọi là vô lượng phần, hai cái thuộc tánh này nó là tịnh hảo, nhưng mà nó cũng chỉ tương hợp với tâm đi cảnh mà thôi, tức là rải rác. Chữ bất kinh đa cá đó có nghĩa là rải rác. Thì ở đây tâm thiện giới khi mà tu tập về bi và tùy hỷ thì sẽ có bi và tùy hỷ phối hợp. Vì A-la-hán ngày an trú tâm bi và tùy hỷ đối với tất cả chúng sanh, cho nên lúc đó cái tâm tố vì A-la-hán có mặt của hai cái thuộc tánh vô lượng phần này. Nhưng mà cũng là bất định, bởi vì không phải lúc nào mình cũng tu tập bi mà tùy hỷ, cũng có cái sự xót thương đau khổ của chúng sanh
hay là có tâm tùy hỷ với sự hạnh phúc của chúng sanh, không có. Có khi có, khi không. Cho nên nó bất định và đi riêng. Ngay cả nó phối hợp với tâm thiền cũng vậy, cũng là biệt cảnh. Bởi vì cái tâm thiền ở đây mà có bi và tùy hỷ làm đề mục đó, là chỉ có từ sơ thiền cho đến tứ thiền mà thôi. Chứ đối với những cái tâm sắc giới ngũ thiền hay là tâm vô sắc giới không có, không có mặt vi và tùy hỷ. Và hễ là cái đề mục phạm trú tu tập đó, về thiền chỉ, thì ở đây bi và tùy hỷ nó cũng không có mặt một lượt, mà nó chỉ là bất định và đi riêng. Cho nên thuộc tánh với phần hồi nãy chúng ta học thì có trường hợp nhất định và đi chung, bất định và đi riêng. Nhưng mà đối với thuộc tánh vô lượng phần thì hoàn toàn chỉ là bất định và đi riêng mà thôi. Ở đây cũng nói thêm rằng là khi mà chúng ta học thắng pháp đó, đối với tâm sở biệt cảnh vô lượng phần thì chúng ta chỉ thấy có bi và tùy hỷ, đó là hai cái thứ thụ tánh biệt cảnh. Tại sao chúng ta không nghe nói đến từ và xả? Lẽ ra thì bốn vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm là từ bi xả mới đúng, mới đủ. Chứ ở đây chỉ mới nói bi và tùy hỷ. Ở đây thưa quý vị, tâm từ được phát triển từ cái gốc của thuộc tánh vô sanh đồ sát yetasika, nằm ở trong tâm tình hảo biến, tâm sở tình hảo biến hành. Còn cái tâm xả thì nó xuất phát từ cái thuộc tánh tịch tra machatata, tức là cái thuộc tánh trung hòa hay là quân bình. Và ở đây chúng ta cũng cần phải nhớ rằng nếu hai cái thuộc tánh vô sân và trung hòa đó mà nó biến thể thành hai cái phạm trú từ metta và xả upekkha, thì nó cũng chỉ phối hợp với các tâm như là bi và tùy hỷ. Đề một từ Brahmavihara, từ phạm trú, nó chỉ có trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà thôi. Còn đề một xả, xả phạm trú thì nó chỉ có mặt ở trong cái tâm thiền, ngũ thiền sắc giới này, ở trong thanh tịnh đạo nó rõ lắm thôi. Ngoài ra từ bi hỷ xả, bốn cái phạm trú này nó cũng có mặt ở trong cái tâm thiện dục giới và cái tâm tố dục giới hữu nhân của vị A La Hán tu tập, nhờ của vị A La Hán an trú lấy chúng sanh làm đối tượng. Thế nhưng cái chi pháp gọi là Adosa Chetasika và Tatra Machatata
Chetasika là vô sân, cái thuộc tánh vô sân và cái thuộc tánh trung hòa. Hai cái thuộc tánh này nó nằm ở trong bốn, nó nằm ở trong 19 cái thuộc tánh tịnh hảo viên hành. Do đó cho nên ở một cái trạng thái, ở một cái chân tướng, một cái đặc tính đơn thuần chỉ là những cái thuộc tánh nó trợ cho tâm được tươi mát, không có nóng bức. Đó là đặc tính của vô sân. Rồi một cái thuộc tính chúng ta gọi là thuộc tính trung hòa đó, hay quân bình, là nó trợ cho các pháp đồng sanh luôn luôn ở trong một tình trạng quân bình, không có cao, không có thấp, như không có nóng quá, không có lạnh quá gì đó. Thì khi hiểu chỗ này thì chúng ta mới biết rằng hễ vô sân hoàn xả mà nó biến thể trở thành, chúng ta gọi là biến chủng, biến chủng trở thành từ và xả vô lượng tâm thì nó thuộc về bất bình đi riêng. Nhưng khi nó là cái pháp chân đế, cái thực tính sẽ pha hóa phối hợp với tâm, có cái nhiệm vụ làm cho tâm được điều hòa và quân bình. Cái máy điều hòa trong phòng chúng ta nó làm cho mát, làm không khí nó mát, nó không có nóng. Thì như vậy thuộc tánh vô sân nó đóng cái vai trò đó. Cái máy ổn áp mà để giữ cái quân bình điện áp, dù cho điện ở bên ngoài, cái điện áp cái vôn nó cao hay thấp không biết, nhưng mà khi mà nó đã qua máy ổn áp đó rồi thì nó đi vào nhà chúng ta, thì nếu mà xài điện 110 thì là 110, 220 là 220, chứ nó không có cao quá mà cũng không có kém quá. Thì như vậy đúng cái vai trò đó thì nó có mặt cùng khắp trong 91 tâm tịnh hậu. Cái này chúng ta phải nhớ rõ nha. Nếu mà quý vị không nhớ rõ thì không nhớ được thì để Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ nhớ dùm cho quý vị. Chúng ta nói như vậy thì để sau này nhớ, các vị không quên thì các vị hỏi lại. Thì ở đây quý vị, chúng ta lại nói đến cái sự tương hợp của tâm sở trí tuệ với tâm. Sở trí tuệ này, cái thuộc tánh trí tuệ này thì cũng nằm ở trong cái gọi là tịnh hảo vi cảnh. Tại sao vi cảnh? Vì rằng nó có cái sự riêng biệt rải rác, không phải 91 tâm tịnh hảo tâm nào cũng có sở trí tuệ hết. Chỉ có những tâm nào tương ương trí hay là hợp trí thì mới có tâm sở trí tuệ nó tương hợp. Ở đây nó chỉ có 79 tâm
là tương ưng trí. Bốn tâm quả, bốn tâm thiện dùng với hợp trí, bốn tâm quả dùng với hữu nhân hợp trí, bốn tâm tố dùng với hữu nhân hợp trí là 12. Tất cả tâm thiền sắc giới vô sắc giới 15, 12 là 27, 27 tâm thiền đó cộng với 12 tâm dục giới hợp trí thì chúng ta có bao nhiêu rồi? 27 với 12 là chúng ta có được 39, 40 tâm siêu thế hoàn toàn là có trí tuệ tương ưng. Cho nên 40 phối hợp với 39 thành ra 79. 79 cái loại tâm, 79 thứ tâm mà luôn luôn có mặt, cái tâm sở trí tuệ. Như vậy thì nó được gọi là biệt cảnh, là bởi vì nó chỉ hợp với, nó chỉ tương hợp với 27, với 79 cái tâm hợp trí thôi. Nó bỏ ra, nó không có mặt ở trong những cái tâm ly trí, 12 cái tâm tịnh hảo ly trí. Về ý nghĩa đó, thì khi nãy Thượng Tọa Vấn Đẳng cũng có trình bày, chắc quý vị có nghe rồi, chúng tôi lặp lại chứ không có nói thêm. Tức là trí tuệ ở cái tâm, trong tâm siêu thế thì nó có cái chức năng xác trừ phiền não. Tâm đạo được gọi là khai di nha năng. Nha năng tức là trí. Trí ở trong tâm đạo gọi khai di nha năng, tức là trí đoạn, đoạn tận phiền não, đoạn trừ phiền não. Và trí ở trong tâm quả siêu thế thì được gọi là anuppadi nha năng, là vô sanh trí, đoạn tận trí và vô sanh trí. Năm, khi mà những gì, những phiền não nào, những kiếp sử nào mà ở trong tâm đạo, cái trí tuệ tâm đạo đã đoạn trừ, đã cắt đứt rồi, thì khi mà phát sanh lên cái tâm quả siêu thế thì nó xác định cho biết là những cái phiền não đó vĩnh viễn không có, không có tái khởi lại, không có tái khởi lại. Cho nên cái đó gọi là trí, gọi là vô sanh trí, anh đức ba đi nha. Nó khác ở chỗ đó. Còn trí tuệ mà ở trong tâm thiền thì nó cũng khác nữa. Nó không phải là sắc trừ phiền não, mà trí tuệ trong tâm thiền cũng không phải là trí văn trí tư, mà trí tuệ ở trong cái tâm thiền sắc giới của sắc giới, trí đó được gọi là trí tu, gọi là Phāvanna Maya Paññā, tức là trí được tạo nên bởi cái sự tu tập thiền định. Trí đó, trí ở trong tâm tâm thiền, nó chỉ làm cho, làm cho sáng
để mà nó hỗ trợ với niệm. Trong những cái trường hợp mà một vị mà đắc tới thiền, tới ngũ thiền đó, thì lúc bây giờ vị đó sẽ thành tựu được cái thần thông thắng trí Aphinya, gọi là diệu trí hay là thần thông trí tuệ ở trong tâm thiền, thì không phải để sát trừ phiền não, mà cũng không phải để nghĩ ngợi hay là để học hỏi, mà cái trí tuệ ở trong đó là do cái sự tu tập rồi trí tu, tức là nó được hình thành để cho sáng gì. Cũng giống như có hai cái loại lửa, chúng ta đốt đống rơm, chúng ta dùng lửa để cho ta đốt đống rơm, đống ghét, đống rác, hay là chúng ta đốt củi ở trong lò, thì cái nhiệm vụ của lửa ở trong trường hợp này là để nó thiêu cháy. Nhưng mà cái ngọn lửa mà chúng ta thắp ở trên cái ngọn đèn hay là cái ngọn nến, thì lửa đó không phải là để thiêu cháy, mà lửa đó là để thắp sáng. Để thắp sáng thì cũng như cái trí tuệ mà ở trong cái tâm siêu thế là để phá vỡ phiền não, cắt đứt phiền não. Nhưng mà trí tuệ ở trong tâm thiền là để thắp sáng, để thắp sáng định và tuệ, định và niệm, thắp sáng niệm, định và niệm. Chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Còn bây giờ thì sở trí nó còn phối hợp với 12 cái tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, tức là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả hợp trí, 8 tâm đại tố hợp trí. 8 đại thiện hợp trí là trường hợp một người làm phước mà có cái sự suy tư hiểu rõ tại sao mình phải làm phước, hay là thấy rõ được cái bản chất vì tài sản chỉ là vô ngã, vô sở hữu, đó là phù du giả tạm, đi cũng phải bỏ lại tất cả. Nghĩ vậy cho nên người này mới làm phước xả tài như vậy, thì làm phước kiểu đó, làm phước hợp trí, vân vân. Nó còn nhiều hợp lắm. Còn cái trí tuệ ở trong tâm đại tố đó là trường hợp vì là hán này vận dụng cái trí tuệ để này suy tư, hoặc là để nghe thuyết pháp cho người cư sĩ nghe, vân vân. Thì cái tâm địa la hán, những cái tâm hợp trí này thì cũng có trí tuệ. Và thưa quý vị, ở trong tâm đại quả mà hai mươi ba khác chi tánh, tâm đại quả tức là tâm quả dùng giới hữu nhân, thì tâm đại quả cũng có cái thuộc tánh trí tuệ,
Nhưng mà thuộc tánh trí tuệ ở trong cái tâm tâm đại quả này nó không hoạt động như là trí tuệ của tâm thiện hay trí tuệ của tâm đại tốt, mà vì rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, hành đó có thể là phúc hành, hay là bất đồng hành, tức là thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Rồi nó tạo ra cái thức quả. Cái quả thức đó mà nó tương trí thì suốt trong đời sống hàng ngày của chúng ta là cái tâm sau quan gái chết tá, nó cũng hợp trí, gọi là có tuệ bẩm sinh cha thế bên nhà. Người mà tục sinh bằng cái tâm tâm đại quả tương trí hay là quả tam nhân là vô tham vô sân và vô si trí tuệ, thì người này ở trong đời sống có hy vọng họ đắc thiền hay đắc đạo quả được. Bởi vì trong thanh tịnh đạo ngày Bố Thất Cô Sáng ngài đã nhắc lại cái lời kỷ vô mà Đức Phật đã trả lời cho vị chư thiên. Vị chư thiên hỏi Đức Phật rằng chúng sanh nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền phược, con hỏi Gotama ai thoát được truyền này? Thì ngài đã trả lời: người có trí tu giới, tu tập tâm và tuệ, về tâm và thận trọng tỳ kheo ấy thoát triền. Thì cái chữ có trí sapanyo ở đây tức là có tuệ bẩm sinh, tức là tuệ ở trong cái tâm quả tục sinh, tâm đại quả, tâm quả tục sinh. Trong đời sống bình nhật của chúng ta, đời sống bình nhật của người đó thì cái tâm hộ kiếp, cái tâm pháp quan gia hữu phần cũng có trí tuệ, do khi mà tục sinh bằng cái tâm hợp trí. Cho nên trí tuệ ở mỗi một nơi, ở mỗi một chỗ, nó tương hợp cho mỗi chỗ thì nó có một cái vai trò khác khác nhau. Trí tuệ mà ở trong tâm thiện dục giới, tố sắc giới, nó khác với cái trí tuệ trong tâm quả dục giới hữu nhân. Mà trí tuệ ở trong cái tâm thiền nó khác hơn tất cả, nó chỉ có nhiệm vụ là thắp sáng niệm và định thôi. Còn cái trí tuệ mở trong tâm siêu thế đó, tức là thay dây nha năng, chỉ cho cái trí của tâm đạo, trí đó là đoạn trừ phiền não. Còn cái trí tuệ ở trong tâm quả siêu thế, trí đó anh đức ba đê nha năng, tức là cái trí tuệ làm cho những phiền não nào đã đoạn trừ rồi thì nó vĩnh viễn không còn tái phát. Khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu được cái nghĩa lý này thì chúng ta hiểu được lý do tại sao nó tương hợp với tâm và tại sao nó không tương hợp với tâm. Thì như vậy chúng ta sẽ nhớ bài dễ lắm, thưa quý vị. Còn nếu như mà chúng ta học mà chúng ta không nhớ được, không biết được, không nghe được những cái ý nghĩa đó, chúng ta chỉ học thuộc lòng những con số chi chít là không có lợi ích gì cả. Rồi chúng ta dễ hay quên.
chúng ta dễ quên khi mà chúng ta chưa hiểu nghĩa. Còn khi mà đã hiểu nghĩa rồi, hiểu cái nghĩa lý tại sao, thì tự nhiên chúng ta nhớ, chúng ta nhớ rõ. Như vậy thì tịnh hảo, thụ tánh tịnh hảo nó cũng có hai, là tịnh hảo viên hành là 19 thứ, và tịnh hảo biệt cảnh có 6 thứ. Kể từ ngăn trừ phần, vô lượng phần và tuệ quyền. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, vậy cũng tốt. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị thêm bài học này cho đến hết giờ. Nhưng mà còn 13 phút nữa thì tự nhiên chúng tôi bị mệt. Cho nên giờ này chắc có lẽ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, nếu mà Thượng Tọa ngồi trên xe, Thượng Tọa có nghe được thì Thượng Tọa nói ba điều bốn chuyện sao cho nó hết giờ dùm. Sư huynh mệt quá à. Sư đệ có nghe được không? Bây giờ thầy nhờ sư thầy tri liên lạc với Thượng Tọa Giác Đẳng sắp xếp dùm cái phần còn lại. Vì hôm nay đó cũng có mặt Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Từ Quyền, nhưng mà không biết hai vị Thượng Tọa có thể nói cho một, chia sẻ cho một vài điều. Còn 12 phút nữa. Xin hỏi Thượng Tọa, Tuệ Quyền có mặt ở trước quán không? Dạ, xin thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bố Tha, với Nam mô Tham Ma, với Nam mô Sơn Khai, với đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, đồng minh hành đại đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thưa chào được quý tu nữ cùng chư Phật tử, và chúng con kính lễ Sư Phụ, kính thỉnh Sư Phụ đi nghỉ. Chúc Sư Phụ một đêm an giấc. Thì kính thưa quý vị, nói về cái thuộc tính của tâm tịnh hảo hay là sở hữu tịnh hảo, ở đây chúng ta nói 25 tâm hay cái thuộc tính của tâm tịnh hảo ở đây. Nếu như nói về tâm tịnh hảo thì có lẽ là tất cả chúng ta biết đó chính là một tâm tốt, một tâm những lành cho quả vui, nhưng mà mang đến cho tất cả những cái thiện sự, những sự tốt đẹp. Nếu như không có tâm tịnh hảo này thì thời chúng ta không có làm được một cái việc nó tốt đẹp. Chúng ta không thể nói, không thể suy nghĩ, không thể có những sự suy nghĩ tốt, không có những cái sự suy nghĩ hay cái trí tuệ chúng ta nó đúng đắn, nó tốt đẹp. Cái tư duy chúng ta cũng không tốt đẹp, và cũng như lời nói.
và cái sự nuôi sống của chúng ta hay là cái hành động của chúng ta cũng không được tốt nếu như không có tịnh hảo này. Và cũng như là tất cả những cái điều còn lại, chẳng hạn như chúng ta biết là như chúng ta có cái sự tinh tấn, hay chúng ta có cái sự chuyên niệm, hay chúng ta có một cái tâm định tĩnh, thì điều dầu cho chúng ta tu tập như thế nào, với cái tu tập về thiền chỉ hay thiền quán, thì cũng phải có cái tâm tịnh hảo phối hợp. Nếu không có thuộc tính của tịnh hảo thì trời tất cả chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả tốt đẹp. Sở dĩ thuộc tính tịnh hảo nó được tương ưng bởi vì nó cần những cái tâm đại thiện tốt. Đối với cái tâm đại thiện, nếu như không có được những cái sự phối hợp, chẳng hạn như là chúng ta thấy tính niệm tầm quý vô tâm của chân sự giả, tịnh thân tịnh tâm, như tâm thường tấn thường tâm thân thích tâm, vân vân, những cái tâm đó nó thuộc tính nó tốt đẹp mà nó phối hợp đi theo cái quy trình sự suy nghĩ, hành động và lời nói của tất cả chúng ta, cái tam nghiệp này nếu là tam nghiệp thiện thì nó được cái sự phụ tùng với những cái tính năng, những cái thuộc tính của sở hữu tịnh hảo, thì thời chúng ta sẽ làm việc một cách viên mãn, một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp. Có thể nói tâm của chúng ta thường bị phiền não nó che khuất, bị cái phiền não nó xâm nhập, bị cái sự che khuất, là bị cái sự phủ đầy, nó ngâm nó tẩm chúng ta bao đời nay. Cho nên khó có những thiện tâm xuất hiện. Chúng ta nhớ, nếu như chúng ta không có tu thì cả một dòng tâm của chúng ta nó miên man, đó là tâm bất thiện. Một người phải biết tu, một người biết giá trị của chánh niệm, giá trị của chánh định, hay mà biết cái sự suy quán, thì nhờ đó tâm đại thiện nó mới khởi sanh lên, và các sở hữu đồng sanh tịnh hảo nó khởi sanh. Như thế thì nó mới đưa cho chúng ta ra những cái kết quả tốt đẹp cho đời sau, bằng những công đức thiện sự như là bố thí, trì giới, tu tiện, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, tùy công đức, hồi hướng công đức và cải chính tri kiến. Đó chính là cái lý tính của tâm tịnh hảo, mà những cái phụ thuộc của nó chính là sở hữu tịnh hảo đó, nó được phối hợp. Nếu như chúng ta cả đời chúng ta chỉ biết sống, nhưng mà nó xa rời cái Phật pháp hay xa rời cái sự tu tập, thì cả một đời chúng ta luôn luôn sống trong một cái phiền não. Thì chúng ta được một cái gì? Chúng ta là người sống, nó có một cái đạo đức. Chúng ta là đạo đức theo cuộc sống của xã hội, sống có văn hóa. Nhưng những cái thiện tâm của chúng ta rất ít. Những thiện tâm của chúng ta rất ít. Mà những thiện tâm mà thuộc về cái tính tịnh hảo tốt đẹp thì nó lại càng ít hơn. Mà chúng ta toàn là suy nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, xa, gần. Chúng ta suy nghĩ đủ thứ đủ chuyện hết. Thành thật mà nói như vậy. Rồi chúng ta buồn phiền trong sự im lặng, là khẩu không nói, như là tâm ý chúng ta suy nghĩ đủ thứ đủ chuyện hết. Chúng ta không làm, chúng ta không nói, không phải chúng ta không phải, chúng ta không gây nghiệp, mà chúng ta có sự suy nghĩ ác, có sự suy nghĩ quấy, có sự miên man, mà lại là lầm tưởng hơn nữa. Cái điều đó là cái điều sai, cái điều không đúng. Có đôi khi chúng ta cho rằng chúng ta suy nghĩ như vậy không có gì hết trơn. Rồi có một số người họ không tu lại càng nguy hiểm hơn. Họ nói năng như là trở bánh tráng. Chuyện không nói có rồi nói không.
nói một đường làm một nẻo. Trong cuộc đời tu chúng tôi trong thời gian gần này, chúng tôi cảm nhận được mình, mà quý vị biết, người ta nói mình á, hàm, người ta đồn đãi mình á, mình thấy nó không có cái chuyện lạ. Mà cái chuyện lạ thứ nhất là mình gặp được những cái thuộc tính bất thiện một cách ghê gớm, một cách khủng khiếp. Rất là lạ. Mà mình chỉ biết tham nhẫn thôi. Thôi cái đó như là cái duyên, cái nghiệp của mình. Nhưng điều không ngờ, cái thuộc tính bất thiện của con người quá ghê. Thuộc tính con người quá ghê. Họ nói một đường, họ làm một nẻo. Chưa chắc họ nói ra cái lời thiện, họ nói ra cái lời tốt mà chúng ta tin là tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm của họ đang là ác. Mà chúng tôi thường thường gọi là, vì chúng tôi biết thế nào là biết thế nào là bàn tay sắt bột nhung, bàn tay sắt bột nhung. Nhưng quả thật á, mình không có bị trọng thương, bởi vì mình không có cái gì mà mình phải đỡ, mình phải tránh, mình phải đối đầu, mình phải đối thủ. Thôi thì người ta đánh, coi như đó là cái duyên, cái nghiệp của mình. À, có một điều rất là lạ, bởi chúng tôi nghĩ chúng tôi vào một vị sư đệ, hay mình đã giật mình, trời, không ngờ. Thì như vậy, mới là phiền não của chúng sinh. Ghê thiệt, ghê thật. Mới là thấy cái thuộc tính ác, thuộc tính bất thiện rất ghê gớm, và nó sẽ phối hợp với các cái phụ tùng thuộc tính bất thiện của nó. Nó đi một rút như vậy. Cho nên trong cuộc đời, để được cái thiện tâm, để được cái tương hợp của các thiện tâm nó khởi lên, đó cũng là một cái thuận duyên. Nếu chúng ta may mắn chúng ta tu tập được. Còn nếu như chúng ta không nuôi dưỡng cái tâm thiện tánh của chúng ta, mà chúng ta bị lệ thuộc, bị tâm nó ngự trị, hay chúng ta tự tha, chúng ta đi theo cái tự tha đó, như mình phối hợp với người, mình nghe người, mình phối hợp với người, mình cũng chính là một chủng bất thiện nữa. Cái chủng bất thiện nó tính tự tha nữa. Cho nên vì vậy rất là ghê. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta nuôi dưỡng được những cái thuộc tâm, thuộc tính thiện, mà chúng ta hiểu rõ được như vậy, chúng ta trân quý, thì đó cũng chính là cái hành trang, đó cũng chính là cái điều tốt đẹp cho chúng ta. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ buông xuôi, thì chúng ta sống bằng một cái sự suy nghĩ một chiều của mình, sống bằng một vị kỷ của chính mình, sống bằng tình cảm mà mù quáng, không có phân rõ, không có phân rõ lý chân, thì rất là ghê, rất là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, trong cuộc đời này, thiện ác nó là một biên bờ rất là dễ dàng cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta khởi sanh lên cái thuộc tâm, thuộc tính bất thiện, thì đồng phối hợp với nó, có tính là những tâm bất thiện thì thuộc tính nó bất thiện, mà chúng ta tự tha theo người xu hướng thì cũng là một thuộc tính bất thiện thứ hai mà tự chúng ta phải đào, chúng ta phải lấy. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chỉ có đôi điều để còn những giây phút mà thượng tọa Tỳ Siêu, sư phụ Tỳ Siêu đã để lại, thì kính có đôi điều chia sẻ như vậy, và kính ngưỡng mong tất cả chúng ta luôn luôn được tấn hóa để chúng ta học pháp và hành pháp. Chương trình sinh hoạt của Đông Phật Pháp Bố Tát Tham Á đến đây đã được hoàn mãn. Kính cảm niệm công đức Chư Tôn Đức Tăng với ngài Đức Hồ Râm giảng thuyết và thụ giảng thuyết, và kính ghi nhận tấm lòng của các ớt, các MC, các Phật đã thực hiện các Phật hành trong lớp, thực hành trong lớp học, và kính hẹn quý ngài quý vị vào chương trình vào tối ngày mai như giờ thường lệ, và kính đảnh lễ quý ngài và mời chi chúng trong ngày hôm nay để kinh và cảm niệm hoàn mãn. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thủ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Ngài Thế Tôn Tây Nguyên đã giúp chia sẻ thêm trong bài học ngày hôm nay. Con lễ nhân nguyện thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tượng chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh giải thoát. Nam mô Bà Dạ. Yam chi kusala kamang kapa pagiriyam amakayena vajamana sabidase sukatang katang yesata sanyino atiye yasata sanyino katang bunya palang mayan sape paki pawantute yetang katang suiditang lindang bunya palang mayan yetatana Nam Deva Dan Toa Dile Gayum Sape Lokam Dile Sata Chivanta Harane Dukamanoyang Pojanang Sape Lapa